Chào các bạn, tôi là bác sĩ Lê Nhật Vinh, hiện đang công tác tại khoa Tai Mũi Họng của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn. Người bệnh khi có các triệu chứng viêm mũi dị ứng như ngứa mũi, nhảy mũi, chảy mũi, nghẹt mũi, có thể chọn lựa thuốc kháng histamine thế hệ 2 hay còn gọi là thế hệ mới để làm giảm nhanh và hiệu quả các triệu chứng. Thuốc kháng histamine có lịch sử rất lâu đời, tác động vào pha sớm trong chu trình sinh lý bệnh của viêm mũi dị ứng nên luôn là lựa chọn đầu tay để điều trị hiệu quả các triệu chứng dị ứng dựa theo các hướng dẫn điều trị của Mỹ, châu Âu và của Bộ Y tế. Fexofenadine là một trong những giải pháp điều trị viêm mũi dị ứng lý tưởng hiện nay bởi vì thuốc giúp giảm hiệu quả các triệu chứng, ít gây buồn ngủ, tác dụng nhanh sau khi sử dụng thường là sau khi uống khoảng 60 phút, tác dụng thuốc có thể kéo dài 24 giờ, không gây tác dụng phụ như khô miệng, buồn nôn, chóng mặt. Tenfor mà bạn đọc nhắc đến với thành phần hoạt chất là thuốc kháng histamine thế hệ 2, Fexofenadine, được sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn Japan GMP, đảm bảo quy định chất lượng của Bộ Y tế. Fexofenadine với nhiều hàm lượng khác nhau, 60mg, 120mg, 180mg sử dụng cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi. Fexofenadine 60mg một viên nhân 2 lần một ngày. Fexofenadine 120mg, 180mg một viên một lần một ngày. Fexofenadine nằm trong danh mục thuốc không kê đơn nhưng cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tham khảo tư vấn của dược sĩ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.